Tối 6 tháng 11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương đã long trọng tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Đây là hoạt động điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên phạm vi cả nước. Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương và đại diện các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên trên địa bàn thủ đô. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh, trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát chỉ đạo điều hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, nỗ lực của các cơ quan cùng với sự chủ động tham mưu của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật các cấp và của ngành tư pháp, việc triển khai Ngày Pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tinh thần Ngày Pháp luật đã và đang được lan tỏa, thẩm thấu sâu hơn trong đời sống xã hội, góp phần trực tiếp vào công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Năm 2022 là năm thứ 10 hưởng ứng Ngày Pháp luật. Các bộ ngành đoàn thể trung ương và địa phương trong cả nước đã và đang thực hiện kế hoạch tổ chức sự kiện quan trọng này bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo. Đặc biệt trong 2 tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng, các hoạt động đã diễn ra sôi nổi trên khắp mọi miền đất nước, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đón nhận và tích cực tham gia. Kính thưa đồng chí, đồng bào, trong thời gian tới, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự đồng hành của các ban, bộ ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực hơn nữa của các tầng lớp nhân dân để Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng lan tỏa, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, tiếp tục góp phần xây dựng, thi hành và bảo vệ hiến pháp, pháp luật vì một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tại buổi lễ có phần giao lưu của 3 vị khách mời, bà Đỗ Thị Việt Hà, đại biểu Quốc hội khóa 15, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai và ông Châu Hải Ngạt, hòa giải viên khu phố Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đây là đại diện cho các tập thể cá nhân tiêu biểu trong 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật cũng như 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Điểm nhấn của buổi lễ là phóng sự Ngày Pháp luật Việt Nam 10 năm nhìn lại, đánh giá nhìn lại kết quả 10 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trên cả nước với thành tựu xuyên suốt quá trình xây dựng, thi hành pháp luật, nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam là nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng, tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết pháp luật, là thông điệp gửi đến cộng đồng quốc tế, hình ảnh một đất nước Việt Nam thượng tôn pháp luật, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân. Thủ tướng đánh giá qua 10 năm tổ chức, Ngày Pháp luật Việt Nam được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân quan tâm hưởng ứng, được lan tỏa sâu rộng. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật đã có nhiều tiến bộ quan trọng. Hệ thống pháp luật của nước ta ngày càng đầy đủ, ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch và thuận lợi, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, mở rộng hội nhập quốc tế. Những tiến bộ về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế của chúng ta được quốc tế ghi nhận. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật được thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, kịp thời đưa ra chính sách, pháp luật vào đời sống. Nhiều cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật đã thu hút được đông đảo người dân tham gia. Các hoạt động đối thoại về chính sách, pháp luật giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp hay các chương trình chuyên mục trò chơi tìm hiểu pháp luật trên sóng phát thanh truyền hình, phổ biến pháp luật thông qua mạng xã hội đã giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật nhanh chóng, tiện lợi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề ra một số định hướng với các cấp các ngành nhằm triển khai hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam trong thời gian tới, nhấn mạnh đất nước ta đang tập trung xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Hội nghị Trung ương 6 vừa qua đã thống nhất mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu thượng tôn hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội, nhà nước được tổ chức và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức xã hội chủ nghĩa. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi chúng ta bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần đưa hiến pháp và pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức và hành động của mỗi người dân, doanh nghiệp, của cơ quan, tổ chức và toàn xã hội. Tinh thần đó phải trở thành chuẩn mực thực thi, tuân thủ và văn hóa trong xã hội. Việc xây dựng, phổ biến, thực thi, giám sát pháp luật được thực hiện tốt sẽ biến những giá trị văn hóa ấy thành nguồn lực quan trọng của đất nước. Tôi mong rằng mỗi người dân Việt Nam đều có ý thức tuân thủ pháp luật để xây dựng xã hội văn minh, lịch sự, sớm hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng được ấm no và hạnh phúc. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ cũng trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên cả nước. Đây chính là sự ghi nhận, tôn vinh những tập thể cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác này.